chúng ta sẽ đến với trận thiêu thứ tư Phoenician của Hồng Anh. Phoenician và AC Rien. Kèo thì có thể đánh giá là cửa trên một chút dành cho AC. Còn mặc dù thì Phoenician đánh cả cung và đánh cả chém thì đều có lợi thế, nhưng mà dù gì thì vẫn dưới AC, vẫn dưới AC một bậc. Nhưng Hồng Anh là một game thủ và có thể gọi là một tay cung cứng, sở trường đánh cung, và không biết trận đấu này Hồng Anh có đánh cung hay không. Bên kia thì AC Rien của Vũ Minh Hùng. Vũ Minh Hùng thì không phải một tay cung, Vũ Minh Hùng là tay chém, một tay có vẻ là thuần chém hơn. Những tay chém thì đánh cung cũng khá rát, nhưng mà rát thì rát trong thời điểm đầu thôi. Có nghĩa là nếu như mà đỡ được những tên đầu của Vũ Minh Hùng thì khả năng sẽ giành được chiến thắng rất là cao. Một bảy hiệu bảy con, đây là Hoàng Anh lùa về. Nhà đã có rừng rồi, hy vọng là nhà Hoàng Anh có nhiều rừng và nhiều đồ ăn. Vâng, nhiều vòng bàn Thủy Vũ nó bảo Hồng Anh hỗn mã, nhưng mình nghĩ mà Hồng Anh sẽ đánh thẳng một cái bài mà cung R. Mà cung R phô đối đầu với cung R AC. Phải nói về cung R phô và cung R AC thì có thể gọi là kèo 1-9-1-10. AC thì khỏe hơn nhưng mà phô thì đông hơn, do phô thì có thể khả năng có thể sóc được nhiều BA hơn. Đấy, cái kèo thì nó có thể gọi là nhỉnh một chút thành AC thôi. Nhưng bạn nên nhớ rằng Hồng Anh là một cái game thủ đánh cung thuộc hàng top của Việt Nam. Không việc gì phải đánh hôn mã cả, và đánh đúng chúng chính sở trường mình, và đánh một cái thế mà cửa trên. Anh Thi ơi, nói vậy hình như có một cái tên mà khóa bản muộn thì phải, có vẻ như là do lag. Và năm nay thì có các kênh quay phát được tương đối là nhiều, ít nhất là 4-5 kênh quay phát, nên là cái tình trạng nó bị lag nên nó vẫn đang diễn ra. Mong anh thông cảm và chúng tôi sẽ xử lý ngay. Vâng, các bạn nào mà không biết Hồng Anh, các bạn thì không biết chứ Hồng Anh đánh rất nhiều cái kèo như kiểu là như kèo kiểu âm Summer AC hay là Hitty đen hai dân đối đầu với Sen bằng đánh cung. Đấy, rất là nhiều. Vâng, đây không phải là bài gỗ xấu. Đây là bài gỗ bình thường. Và nhà có thì không được. Vâng, hoàn toàn có đánh một bài cung R thẳng, không vấn đề gì. Bên kia nó cũng đánh cung R thôi. Nếu đây là một bài mà solo Sen hay solo AC thì rất là bình thường, không phải là bài quá xấu. Bài cung này gọi là được rồi, có rừng và có đủ đồ ăn thì là được rồi, không quá trống trải. Và các bạn hãy chờ một chút, cái sự cố mà khóa bàn chậm thì chúng tôi sẽ xử lý ngay. Và các bạn hãy bình tĩnh, và sau mình sẽ xử lý ngay sau đây. Vâng, chắc chắn là Hồng Anh sẽ đánh một cái bài. Vâng, các bạn là không đủ đồ ăn thôi, nhưng mà nếu mà đủ đồ tôi nghĩ là Hồng Anh sẽ đánh thẳng cung R thôi. Đây có quả đây rồi. Vâng, nhưng mà kích đời. Thế này kích đời hơi muộn. 26 dân. Không biết kích đời chưa nhỉ? Ô, như vậy là kích đời rồi chứ không phải bài quá muộn đâu. À, quên mất Hồng Anh, còn tay bị ép đời khá là khét. Vâng, thẳng cung R cho mát. Vòng bài này đánh được cung. Vòng bài này nhìn nó vậy không, hơi đen. Con voi này nó xuống dốc. BA sẽ ở đâu? 26 dân. Vâng, lên đời sớm hơn. Đấy, tôi đã bảo rồi. Vâng, bạn đừng có cãi tôi. Vâng, dù gì trước tôi là một cái game thủ. Vâng, dù là không có cái tốt gì cả nhưng mà cũng biết tí ti. Bên đây vẽ ruộng.
bị kích đời. Sẽ thiết kế thêm một chiếc BS nữa dành cho Hồng Anh. Có không, như vậy là 3 chiếc BS rồi. Bài khá khỏe, cẩn thận hiểu dưới hết. Chuẩn bị hết. Quay lên chặt gỗ và chuẩn bị lên chặt gỗ. Không biết Hồng Anh thiết kế chiếc BS thứ 3 chưa? Hình như có cái gì ở xa xa kìa. Đấy, cái gì xa xa kìa. Một loại 3 BS của Phonesian. Và chúng ta không có nhưng. Chúng ta sẽ đánh, vâng, chúng ta sẽ bình luận theo thế trận của trận đấu. Không có nhưng. Mà nếu nó cái từ nhưng thì nó nhiều lắm, vâng, muôn vàn. Nhà ngoanh xe ở đây thì vô hiểu rất khó. Có thể Oma các bạn nhìn thấy A ở trên đồi và nó nằm ở một cái thế bài mà nhìn nó rất là khó chịu. Oma từ này rất là khó. Đây một cái thế bài mà các thủ Trung Quốc cực kỳ thích xe A. Xe hướng này thì đi công thích, mà thủ cũng thích luôn. Vũ Minh Hùng thì đang điểm số cao hơn bởi vì Hồng Anh ép từ đời. Như vậy Vũ Minh Hùng lên sớm hơn. Hồng Anh ép lỗi hơn một chút và sẽ 5 BA đến từ Hồng Anh. Bên kia thì trừ phi bà AC khỏe lắm mới có thể đánh được 5 BA thôi. Còn thường thì sẽ đánh 4 BA với cái bài AC đánh solo này. Vũ Minh Hùng cũng khá tự tin đấy chứ. Đây là một bài đấu solo gian đô. Và vào hai quân cung nên là Hồng Anh có hoàn toàn có thể đẩy tê, không vấn đề gì cả, bắn mầm luôn. Hồng quấy rối. Có anh xe đến từ Vũ Hùng. Nhưng mà Vũ Hùng kích đời khá chuẩn. Còn Hồng Anh là người kích đời lỗi nhưng không vấn đề gì cả. Khi mà những con cung đầu AC sang Hồng Anh thì Hồng Anh cũng là người đã có bánh xe. Vương ngày xưa giải đồng kỵ có đánh không? Và ngày xưa thì mình và núi, gà núi và nô một cũng như vâng, ngày xưa team của mình thì vô địch cái giải đồng kỵ. Và lần đầu tiên mình vô địch một cái giải to như vậy. Và team mình thì có đợt đấy có chiến thắng vượt qua team Hà Nội và team Hà Nội và team Thái Bình ở trong vòng chung kết và vòng bán kết. Rất vui ngày hôm đấy. Bây giờ thì tên cung đầu đến, vâng. Cung R của anh bắn như kiểu cung R Hitty. Chiêu chiêu bắt chết. Vâng, như vậy là Vũ Minh Hùng có đánh một bài 5 BA. Vâng, khá ghê. Và bên kia quên lên chặt gỗ. Vâng, quên nâng chặt gỗ mà vẫn đánh 5BA. Thế chứng tỏ một bài mà nó khởi thuộc lại rồi. Siêu khỏe của Vũ Minh Hùng. Vâng, anh nhìn dân rất nhanh. Vâng, làm con. Vâng, 2-0. 2-0 tiểu điều rồi. Mà biết bạn Thủy Vũ còn đang ở đây không? Vâng, bạn có thấy không? Tôi đã nói rồi, tôi nói chỉ có chuẩn thôi. Vâng, rất khó Vũ Minh Hùng. Chuyện nói cẩn thận hỏi nhé em ơi. Vâng, tỷ số điều cùng thì không biết nó đang là bao nhiêu rồi, không biết nó đang là bao nhiêu không rồi. Vâng, hai tên cung của Vũ Hùng đã mất. Như vậy là 10-0. Nếu như ông kia sóc quân đều thì tỷ số điều R đang là 10-0. Còn nếu không đều thì tôi không biết, chắc là phải tầm 8-9-0. Vâng, không, tôi chưa thấy móc được cái gì cả. Chưa thấy móc thì nãy ăn được có 3 con dây bên ngoài. Vâng, móc thì phải móc vào nhà. Để móc và ăn dân ở bên trong nhà như kiểu quấy bãi ruộng hoặc quấn bãi gỗ. Tôi thấy Vũ Hùng chưa quấy được cái gì cả. Nên bài đấu này vâng muốn móc Hồng Anh không phải là dễ. Vâng, bây giờ thì cùng đang quá đông. Vâng, điều. Vâng, điều là mà mất 2. Vâng, đấu nhau cùng là mà mất 2 tuần cùng thì cực kỳ khó. Vâng, bây giờ thì Leo Chela. Vâng, người ta gọi là Ney Chela. Đúng rồi. Và vẫn đang điều cùng không lây chờ. Bởi vì do bên họ có dân. Để từng cùng tiếp theo đến vẫn là 5 con thôi. Nó đơn giản mà. Sóc quân đối với Hồng Anh thì nó cũng như kiểu là ăn cơm vậy. 5 BA vẫn đang điều và tăng BA từ 6. Và bây giờ bị ốp A. Thì Vũ Hùng sẽ đỡ kiểu gì đây. Và lại gõ 1. Tỷ số được cân bằng 2 đều. Và chúng ta sẽ đến với trận chung kết ở trong kèo thiếu này.